Xin chào các bạn, mình tên là Đỗ Nhi, mình học lớp 10 tại trường Trung học phổ thông Thanh Đa, thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Vừa mới đây mình mới vừa nhận được visa du học Mỹ. Qua Mỹ mình sẽ học trường Memorial High School ở bang Texas. Mình sẽ ở với dì của mình. Khi mà đi phỏng vấn thì phỏng vấn mình hỏi là ba mẹ làm gì, thu nhập bao nhiêu tuổi và có dự định làm con nuôi luôn không. Và trong quá trình làm hồ sơ thì công ty du học tư vấn Tân Đại Dương, người tư vấn của mình là chị Thảo, đã giúp đỡ mình rất nhiều. Khi mà gặp những cái trục trặc khó khăn thì chị luôn giúp đỡ mình để tìm ra cái câu trả lời mà cho hợp lý nhất. Sau đây mình xin chia sẻ cho các bạn những cái bí quyết khi mà mình trải qua buổi phỏng vấn. Là khi bạn phỏng vấn thì bạn nên good afternoon hoặc là good morning sir, miss, đồ. Rồi chủ động đưa E20 với lại passport, học bạ, giấy khen và những cái lợi thế. Khi mà người ta hỏi bạn thì bạn hãy nhìn thẳng vào mắt của họ và không có run, trả lời cho chảy, từ từ, không có nhanh quá, kiểu giống như là học thuộc lòng, người ta không có thích. Với lại khi mà người ta không hỏi, người ta bấm máy thì mấy bạn nên nói những cái gì mình có, những cái lợi thế của mình, như là tài chính, học vấn điểm cao, rồi những ai mà có chơi thể thao thì có thể tham theo với khen, huy chương. Rồi mấy bạn nên nói là những người thân của bạn làm cái gì mà lớn bên Mỹ thì mấy bạn nên nói. Mình xin hết. Tạm biệt các bạn.